chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cái mô hình mới, đó là bộ lắp ráp hình que. Thì thay vì trẻ con thích chơi iPhone iPad thì các mẹ hoặc là người nhà có cháu đó, thì mình sẽ tận dụng cái bộ hình que này, mình sẽ hướng dẫn cho cháu mình hoặc là con mình chơi để bé không phụ thuộc vào iPhone iPad nhiều hơn, và đồng thời bé có thể sáng tạo theo cái trí tuệ của bé nữa. Đó, thì một cái bộ mô hình lắp ráp hình que như thế này thì nó tới 400 chi tiết lận, cho nên có thể mình lắp được ngôi nhà nè, xe, bộ bàn ghế và vân vân ha. Thì 400 chi tiết rất là nhiều các mẹ, có một bộ 600 nữa. Thì mình sẽ phân chia ra từng loại ha. Thì mình sẽ hình vuông, hình tam giác, hình que gì đó, nó có rất là nhiều mà loại đó. Cái nào hình que thì mình có thể để qua một bên. Hình trái tim, hình trái tim, hình tam giác, hình chữ nhật, hình ngôi sao, rất là nhiều ha. Thấy không ạ? Vòng tròn nữa, vòng tròn lớn, vòng tròn nhỏ nha. Thấy không ạ? Rất là nhiều hình hoa nữa các mẹ. Hình hoa mình có thể làm bông hoa nè, cây mình có thể làm cây, làm hoa. Ngôi sao thì mình có thể làm sao, ông mặt trời, rất là nhiều ha. Hình que lớn, hình que nhỏ, thấy không ạ? Đó, thì cái này em chỉ lựa ra một hai chi tiết để mình hình dung được. Và bắt đầu mình sẽ, nếu mà nhà nào mà mình lắp ráp đó, thì mình có thể chia ra mình định hình mình muốn lắp cái gì đó, thì mình sẽ lựa ra theo cái ý của mình ha. Đó, đây là những cái mẫu mà em lựa ra trong cái đống hình que đó. Nó còn nữa các mẹ, cái này một bộ nó chỉ có 200 chi tiết thôi, còn một bộ mà 600 chi tiết, 6 đến 800 thì nó nhiều hơn, nhiều mẫu hơn. Đó, rất là nhiều. Thì em lựa ra trong cái đống đồ này. Đó, nó có rất là nhiều màu các mẹ ha. Đó, hình chữ nhật nhỏ, lớn, to, hình vuông nhỏ có luôn. Rất là nhiều. Đó, sau khi mà em giới thiệu sơ như thế này thì bắt đầu em sẽ hướng dẫn cho các mẹ và các gia đình mà có cháu nhỏ một vài cái chi tiết nhỏ ha. Đó, sau khi mà mình sẽ lựa ra từng màu và từng thanh, từng mẫu như thế này, thấy không các mẹ, để mình dễ lấy, mình lắp ráp ha. Đó, ngôi sao, hình vuông, hình chữ nhật, tam giác, tròn và thanh ngang, thanh dài, có ba mẫu thanh, thì thanh ngang dài, thanh vừa và thanh nhỏ. Đó, sau khi mà ấy xong như thế này thì bắt đầu mình sẽ ráp ha. Thì tạm thời mình sẽ bỏ qua những cái phần đó, mình xếp gọn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một vài mẫu để mình có thể hướng dẫn bé, hoặc là các mẹ nào, hoặc là con như sáng tạo hơn thì mình có thể sáng tạo cho bé. Thì mình sẽ chọn màu tím và màu đỏ, màu vàng ha. Đó, thì mình chọn những này, mình sẽ làm một bộ bàn ghế. Đó, các mẹ có thích màu gì thì các mẹ có thể lấy cho bé, hoặc là có để bé tự sáng tạo. Còn cái này mình chỉ làm theo cái màu yêu thích thôi ha. Thì mình sẽ làm bộ bàn ghế ha. Thì trước tiên thì mình sẽ làm cái ghế trước, thì các mẹ chọn và nhìn theo ha. Mình sẽ làm trước hai thanh như thế này. Mình sẽ làm phần điểm tựa của ghế. Thank you.
Đây là phần ngồi, còn phần điểm tựa thấy không ạ? Đó. Gắn trực tiếp cái này vào, nó khỏi bị rớt. Tại có nhiều cái mình có thể nối mắt được, nó không bị lỏng. Nhưng mà cái này có nhiều cái nó bị lỏng. Mình có thể gắn trực tiếp à. Thấy không ạ? Nó không bị rớt nữa. Thì phần đế các bạn gắn lại thôi. Đúng không ạ? Như thế này thì ghế nó sẽ chắc chắn hơn, hoặc là các mẹ có thể đẩy đẩy vào như thế này đó, tùy tùy mọi người ha. Đó. Mình đã được một cái ghế rồi, thấy không ạ? Rồi cái nãy mẫu này xong cái bộ bàn ghế, cái ghế còn cái bàn nữa, cái bàn rất là dễ dễ nữa. Đó thì mình làm cái này xong một mẫu ha. Bắt đầu mình sẽ làm cái bàn, hoặc cái mẹ có thể là mình đẩy cái mắt ghế tùy theo đó, thấy không? Rất nhiều kiểu để mình làm cái khung dựa tùy theo mỗi người. Rồi xong mỗi ghế thấy không ạ? Rồi bắt đầu mình sẽ làm cái bàn để cho đủ bộ ha, bàn ghế như là mình đang đi nghỉ dưỡng vậy đó. Đó để qua ha, thì đến được cái bàn. Cái bàn thì mình sẽ quay tiếp video thứ hai cho các mẹ và mọi người thấy ha.